các vị đừng có phải tập ha, phải tập diệt trừ si mê. Thí dụ như các vị mà cầu nguyện gian sinh lại lục trên trời dưới đất, trên thiên đường dưới địa phủ đó, cái đó là do si đó. Do si, si tức là vô minh, nói nôm na là không sáng suốt, không trí tuệ, nói không dị tình mít lòng là ngu, ngu quá đi. Làm ăn mà không lo làm ăn, không tìm nguyên nhân nào để làm cho nó thịnh vượng, không tìm nguyên nhân nào mà nó làm cho mình thất bại. À, thế thì là cái si là ghê lắm đó. Cho nên tu hành là chỉ cần tham sân si, và các vị tập bỏ cái si. Mà tập bỏ cái si rồi là các vị sẽ, nếu nói về cái cuộc sống mình đó ha, không có sợ cái ông gì gọi là thi, ở trên thiên đường hết. Và cũng không có sợ cái ông gì, cái bà gì, cái thằng nào, con nào ở dưới địa phủ gì mà hành hạ ông bà cha mẹ mình ở dưới đó. Thế là cái gì xuống ghê gớm chưa? Còn các vị cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình mà. Làm vậy mà các vị mà nói là đạo Phật là vậy, tôi phục quá. Tôi thấy cái này không lẽ tôi chết. Chết không được, chứ còn nếu mà ngã ngang nó chết tôi mừng lắm. Cái đạo Phật sao kỳ cục vậy được? Cái đó không phải đạo Phật gì đâu. Đức Phật Thích Ca không hề biết làm cái đó. Mình gọi là đệ tử Thích Ca mà tại sao mình biết những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết là sao? Mình làm những cái mà Đức Phật Thích Ca không biết để làm thì sao gọi là đạo Phật được? Cho nên mình nói mình đệ tử Phật Thích Ca mà xét cho kỹ đó, có người không có dính dáng gì nào Phật hết trời. Cho nên tôi xin nhắc, mà tôi nhắc là các vị về, các vị thanh thiền, tư duy tu, cũng gọi là tánh lự là thanh thiền đấy. Tánh lự là suy gẫm ở trong cái lúc yên tĩnh, tịch mịch, lấy trí tuệ mà suy gẫm. Chứ thiền định là tánh lự, là tư duy tu là vậy đó. Các vị suy gẫm rồi các vị nghiệm là coi. Các vị mà làm đúng theo Phật là lời Phật dạy thiệt á, là các vị có ăn lạc thiệt mà. Có ăn lạc thiệt. Bây giờ như tôi nói nãy về tứ niệm xứ thôi. Cái đầu đề thiền là tứ niệm xứ thiền. Thân bất tịnh có không? Có, hoàn toàn là có. Là nguyên nhân của bao khổ ải đau thương ê chề chán nản. Cho nên á, thất đại, cái ngày mà mình chết rồi đó, mình sẽ thành cái gì? Chúng ta ai cũng tưởng rằng là mình chết, hoặc là cha mẹ ông bà mình chết. Nói dân qua chút là cha mẹ ông bà mình qua đời. Mà nếu như thật sự cứ theo cái tôn giáo, cái tín ngưỡng của những người dân gian thiện trí, mà mình chết rồi mình thành ra cái con gì đó, hoặc cái ông gì đó, hoặc cái hồn gì đó, không có cái đó đâu, đừng sợ.
Cho nên là cái quyển kinh này gọi là tuyển tập tân tu này, tôi bỏ ra nhiều cái lắm. Tôi bỏ ra cái vấn đề địa ngục ở trong này, nó nói do giữ của, tiếc của, cho nên tới chừng chết là thành chó. Rồi nó phịa ra, nó nói là Đức Phật bị khất thực, thấy có chó nó nằm ở dưới cái sàn đó, nó giữ. Rồi thí chủ hỏi Phật chứ, tại sao bạn chó nó cứ nằm đó hoài mà nó không chịu đi đâu? Phật nói hồi đó nó tía ông, mà nó tham tiền tham của quá, nó chết rồi giờ đó. Rồi nó hồi đó nó chôn vàng ở dưới, cho nên giờ nó tiếc vàng, nó nằm nó giữ của cho ông đó. Rồi cái người đó đào lên cái có vàng ở dưới đó, nó láo chịu không nổi. Nói láo chịu không nổi, nói bậy chịu không nổi, nói quan đường quyến hoặc chịu không nổi. Không có cái vụ đó đâu. Cho nên vấn đề địa ngục, chết trở thành con này con kia là trong cuốn này không có, các gì tiền không có. Còn trời á hả? Tam giới là trời đấy. Trời có dục, trời có sắc, trời có vô sắc á. Cái quyển kinh này cách đây nè hai mươi mấy năm tôi dịch hồi đó rồi, trong này ông chỉ có người cũng có đấy. Mỗi một lần mà các vị sinh mà tôi cho ra đó, cái bụng của tôi nó héo hắt tầm can, không cho thì tại sao mình không cho? Mình tham lam à? Kinh điển mà giữ gìn để làm gì? Mà nếu cho là mình cho người ta ăn một chén cơm để cho bổ, để cho ta sống, rồi đồng thời mình trộn vô phần nữa cái thứ chất độc ở trong, thì cái sống đó ta sống được bao dài và sống để làm gì thêm một thời gian ngắn đó? Cho nên nếu mà các vị mà có cái quyển kinh mới này của tôi đó, cái bậc tuyển trạch tân tu về làm ơn bỏ cuốn kinh cũ giùm tôi. Nhiều người ở xa nghe báo tin cho tôi biết rằng là nghe kinh Lăng Nghiêm cũng có an lạc, nhưng mà tôi xin thưa là cái an lạc đó là an lạc có nửa chất bổ và một nửa chất độc, mà do của người xưa nha, đời nhà Tống, đời nhà Minh ở bên Trung Quốc người ta làm sẵn rồi, một mình tôi làm sao tôi dám bỏ được? Mà hồi đó là tôi viết giáo án, giáo trình để tôi dạy, thì quyền gì một mình mà bỏ được cả cái giáo hội Phật giáo của cả nước? Cho nên là không dám, phải nương vào đó mà dịch, nương vào đó mà giải cố làm sao để gói ghém bớt cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan cho người Phật tử được phần nào hay phần nấy, nhưng mà không làm hết được. Cái này là làm hết rồi. Cho nên nếu mà các vị nào có cuốn cũ lấy ra coi chơi cho biết, tôi bỏ nhiều lắm. Cho nên cuốn này gọn ghẽ mà không còn cái chất quan đường nguyễn hoặc mê tín gì đó nữa. Cái cuốn hồi xưa trong đó nó có 10 thứ tiên, mà tiên là ai? Tại sao đạo Phật lại gọi thành tiên? Tiên là cái gì? Rồi tiên lại có tu luyện rồi thành thần thông rồi bay trên trời nữa. Tu mà để bay trên trời, ngày nay khoa học người ta làm một chiếc máy bay ta chở 250 người, máy bay công cộng á ở châu Âu á chở 750 người đi trên trời á, còn mình tu chưa giữ tận cực khổ tận ai rồi bay có một mình à? Mà trong cái trong luật cái trong kinh còn nói láo thêm nữa, nói ông tiên đó đi bay ngang qua cái đi ngang qua chỗ đó có nghe cái chỗ đó cái có cái cô ca nữ đó ca hay quá, vua ngôi kể từ chàng bước chân phản hồi cố quốc, để cho thiếp đây lệ chia ly đẫm ướt khăn hồng.
nghe cái con nó ca cho cái rồi rủ đi anh ta chơi cái rắc cái bịch. Rắc cái bịch là cái bằng đất thành túc lâu ghê hồn ghê chứ. Vậy mà tụi tôi phải học hết chứ bộ, không học sẽ được. Để đó mà không dám nói ra, cho tới năm nay là đúng 70 năm rồi. Nếu bây giờ mà ngã ra chết thì người ta cho thêm tuổi nữa là 90. Còn chưa chết đó, thì năm nay là 89 mới dám nói cái đó. Chứ không phải dễ nói đâu nha. Nói đó là không cần chùa chiền, không cần tháp miếu, không cần sự nghiệp, không cần cái gì hết mới dám nói vậy. Mà tôi xin thưa là chính tôi không cần, cho nên tôi có cái sướng, cái an lạc đó. Chứ không phải tôi không cần là tôi ngu gì đâu nha. Tại sao tôi không có gì hết mà tôi nói rằng tôi không ngu? Tại sao tôi nói kỳ cục vậy? Cuộc đời ai cũng vinh hoa phú quý là ngon lành, là danh vọng, là địa vị, là sự nghiệp, là tiền tài. Còn tại sao tôi không có gì mà tôi gọi là tôi không ngu? Xin thưa rằng đệ tử Phật Thích Ca là khất sĩ, chứ không phải là các cái sĩ khác. Sĩ khác đếm ra là bao nhiêu thức sĩ, nhưng mà trong cái vui nào cũng có cái khổ, trong cái thọ nào cũng có cái đau đớn, cái ê chề. Mà chỉ có Đức Phật Thích Ca cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xin bỏ hết đi làm một người khất sĩ không có gì hết. Cho nên tôi mới có làm bài thơ đó. Giác ngộ ai bì Đức Thích Ca, ta bà giáo chủ chính ông ta, tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già, chết ở rừng Đa La Sơn Thọ. Chừng vài tháng nữa tôi về, tôi ở cái chỗ mới, mà tới chừng tôi chết có Đa La Sơn Thọ à nha. Bây giờ tự nhiên miếng đất của tôi giờ nghĩa là Đa La Sơn Thọ, cây mới lớn vậy, cả 5-7 cây á. Mà bây giờ đem về cất nhà, cất cái cốc lại đó, thì sao lại không có Đa La Sơn Thọ được? Cái lạ à nha. Tu hành trọn kiếp nghèo sơ sát, không mái chùa tranh để dưỡng già. Chính cái đó nó làm cho an lạc đó các quý ạ.